Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 7 tuyên thêm bản án hàng chục năm tù giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong phiên tòa xét xử vắng mặt người từng là chủ tịch AIC và hiện đang bị công an Việt Nam truy nã quốc tế theo truyền thông trong nước. Bà Nhàn, chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ xét xử trước đây. Các tòa án ở Việt Nam đã đưa bà ra xét xử vắng mặt vào năm ngoái trong các vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu và đưa nhận hối lộ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ xét xử mới nhất diễn ra tuần này, bà Nhàn nhận thêm 24 năm tù vì bị kết tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh theo tuổi trẻ. Hội đồng xét xử xác định rằng bà Nhàn đã thông đồng với lãnh đạo Việt Á trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an Việt Nam đưa ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà Nhàn, người được cho là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vào tháng 5 năm 2022. Họ cho rằng nữ doanh nhân từng được trao nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế đã bỏ trốn Tuy nhiên, theo Vietnamnet, trong một phiên xét xử của vụ án hôm 12 tháng 7, các luật sư biện hộ cho bà Nhàn tại tòa nói rằng chỉ là không biết rõ bà đang ở đâu chứ không phải bỏ trốn và phải tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo. Nhưng Viện Kiểm sát cho rằng không rõ nơi cư trú tương đồng với bỏ trốn và khẳng định việc bà Nhàn và ba đồng phạm đã xuất cảnh và bị truy nã là phù hợp. Viện kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bà Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn không còn tồn tại hay đã chết là không có căn cứ nên không thể ngừng điều tra truy tố xét xử vụ án theo Vietnamnet. Báo Taz vào tháng 8 năm ngoái tiết lộ rằng bà Nhàn đã tới Đức sinh sống.